Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ hai ngày mùng 6 tháng 3. Huyện ủy Nguyên Bình vừa tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 và triển khai nội dung đột phá thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt triển khai kế hoạch số một năm năm của huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 cttu của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm 2023 kế hoạch thực hiện nội dung đột phá xây dựng làng nghề sản xuất miến rong phê đén tại xã thành công triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng khởi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cao bằng phát triển bền vững. Để triển khai chuyên đề năm 2023 có hiệu quả, lãnh đạo huyện đề nghị các chi đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt nội dung chuyên đề gắn với việc làm cụ thể thiết thực đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Huyện ủy Hạ Lang vừa tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị tư tưởng theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu ủy ban nhân dân huyện và các xã thị trấn. Ngay sau nghi thức chào cờ, hát quốc ca toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn đã được thông tin về tình hình thời sự quốc tế trong nước, trong tỉnh thời gian qua, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng cấp và đội ngũ cán bộ các cấp, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huyện ủy Hà Quảng tổ chức lễ chào cờ với nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông tin kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023. Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 và tháng thanh niên năm 2023. Sau nghi lễ chào cờ thiêng liêng, toàn thể cán bộ đã được nghe câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bài thơ nổi tiếng của bác Hồ căn dặn thanh niên được ra đời như thế nào. Qua câu chuyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, để thanh niên không mất phương hướng không bị lôi cuốn vào những thói hư tật xấu lối sống thực dụng là việc làm rất quan trọng và cấp bách là nhiệm vụ của đảng và hệ thống chính trị giáo dục thanh niên học tập và làm theo lời dạy của người còn góp phần tích cực vào việc đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước để họ trở thành những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh Tiếp đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã thông tin kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023. Định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngày 5 tháng 3, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trung Khánh tổ chức lễ hội Háng Tán năm 2023 thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách đến chảy hội lễ hội háng tán được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của danh tướng Nông Thống Lang, người đã có công đánh đuổi quân giặc phương Bắc. Giữ yên bờ cõi non sông đất nước và cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bán buôn thuận lợi. Lễ hội gồm hai phần chính, phần lễ và phần hội. Phần lễ bắt đầu bằng nghi thức tế thần hay còn gọi là lễ cầu mật, bao gồm những sản vật nông nghiệp do người dân bản địa làm ra, mỗi sản vật đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phần hội giao lưu văn nghệ các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, các làn điệu dân tộc của địa phương như hát lượn, giá hai, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian giữa các xóm tổ dân phố diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia và cổ vũ, hòa mình trong không gian của lễ hội với không khí vui tươi phấn khởi. Ngoài ra lễ hội còn tổ chức trưng bày các gian hàng ẩm thực gồm các sản vật của địa phương do bà con nhân dân tự làm ra qua đó quảng bá tiềm năng thế mạnh về văn hóa ẩm thực của địa phương tới du khách đến chảy hội. Liên đoàn lao động huyện Nguyên Bình phối hợp với công ty cổ phần Nasaco vừa tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 300 đoàn viên người lao động đang làm việc tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đó, các đoàn viên người lao động được tư vấn chăm sóc sức khỏe, siêu âm tổng quát, kiểm tra huyết áp, tết nhanh chỉ số đường huyết, kiểm tra 7 chỉ số khối cơ thể, lấy máu làm xét nghiệm men gan, thận, đường tiêu hóa và một số bệnh lý khác. Thông qua chương trình khám sức khỏe đã thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên công đoàn. Tiếp theo sau đây, như thường lệ sẽ là thông tin trong nước và quốc tế. Sáng ngày 6 tháng 3 tại thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an Nhân dân 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 năm 2023 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, lực lượng công an nhân dân cơ bản đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập thực hiện tốt 6 điều bác hồ dạy, qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với đảng, tận hiếu với dân. Lực lượng công an nhân dân không quản ngại khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định vị thế vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao huân trường bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng làm công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân trong suốt 75 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng lưu ý cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác. Tổng Bí thư chỉ rõ, lực lượng công an nhân dân cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu, đó là học tập, quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 6 tháng 3 năm 2023, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi trong đó 4 ngân hàng thương mại nhà nước giảm 0,2% một năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng. Các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5% một năm so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 năm 2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí, qua đó có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước luôn theo dõi sát diễn biến tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, trong tháng 2 năm 2023, mặt bằng lãi suất đã ổn định và thực tế, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm khoảng 0,4% một năm so với cuối năm 2022, đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Sự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa trình chính, chính phủ đã đưa ra hai phương án đối với người lao động khi rút bảo hiểm xã hội một lần. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó tại dự thảo này, bộ không hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần nhưng đề xuất hai phương án. Phương án 1, giữ nguyên theo quy định hiện hành, cụ thể, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm, người lao động sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 2, cho lao động rút một lần, tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Thời gian đóng còn lại được bảo lưu để sau này lao động, đủ tuổi nghỉ hưu, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Nhiều chuyên gia nhận định, cách này giảm được số tiền chi trả ban đầu cho quỹ bảo hiểm xã hội và người lao động sẽ nhận được một nửa tiền cho tổng thời gian đóng. Theo Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, việc đưa ra hai phương án nhằm khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 05/2023 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Sau đây gọi tắt là trường chuyên, bao gồm: Quy định chung, lớp học, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên, tuyển sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2023, trong đó yêu cầu không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Cụ thể, việc tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường chuyên trung học phổ thông chuyên theo quy định tại thông tư số 06 ngày 15 tháng 2 năm 2012 và thông tư số 12 ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điều 23 và điều 24 quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên Ban hành kèm theo thông tư số 06 2012 tt bgzdt sẽ được thực hiện hết năm học 2023-2024. Các lớp không chuyên đã tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư số 06 và thông tư số 12 cho đến khi học hết lớp 12. Theo thông tư mới, Lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh. Trên cơ sở các điều kiện, bảo đảm chất lượng giáo dục và đề nghị của hiệu trưởng trường chuyên, cơ quan quản lý trường chuyên quyết định số môn học được tổ chức lớp chuyên. Sau đây gọi là môn chuyên và số lớp chuyên đối với từng môn chuyên. Chuyển sang tin quốc tế, Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore EDB cho biết kể từ ngày 15 tháng 3 tới, nước này sẽ thắt chặt quy chế cấp thẻ thường trú PR cho các nhà đầu tư nước ngoài trong nỗ lực nhằm hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp trong nước, tạo ra nhiều việc làm hơn cho người dân và nâng cao chất lượng của các nhà đầu tư đến với Singapore. Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 3, những người xin quy chế PR theo hình thức đầu tư vào một doanh nghiệp mới hoặc đang hoạt động tại Singapore sẽ phải nâng khoản đầu tư lên 10 triệu SGD, dưới hình thức quỹ GIP đòi hỏi phải có 25 triệu SGD, còn dưới hình thức văn phòng gia đình vẫn duy trì ở mức 200 triệu SGD, giá trị tài sản đang quản lý. Ngoài ra các nhà đầu tư cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tuyển dụng lao động mới. Chương trình nhà đầu tư toàn cầu GIP của Singapore trong giai đoạn 2011-2022 đã thu hút tổng cộng 5,46 tỷ SGD đầu tư trực tiếp vào quốc gia này, tạo ra hơn 24.000 việc làm. Trong 3 năm, 2020 đến 2022, Singapore đã cấp quy chế PR cho khoảng 200 nhà đầu tư nước ngoài. Bản à, tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!